Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin kính lạy chín phương trời. Chúng con xin kính lạy mười phương chư Phật. Chúng con xin kính lạy các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch tài thần, định phúc táo quân, chư vị tôn thần. Chúng con xin kính lạy các thần linh cai quản trong khu vực này. Tín chủ chúng con là. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Tín chủ con thành tâm sắm lễ quả cau lá trầu, hương đăng hoa quả. Thắp nén tâm nhang dâng lên trước án, lòng thành tâu rằng. Tín chủ con xây cất một gian hàng. Tại xứ này, tín chủ con là. Nay chúng con thành tâm muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh phục vụ nhân sinh. Do đó chúng con chỉnh chu chọn được ngày lành tháng tốt. Chúng con sắm sanh lễ vật cáo yết tôn thần, dâng cùng bách linh, cúi xin soi xét. Chúng con kính mời quan đương niên, quan đương cảnh, quan thần linh thổ địa. Định phúc táo quân, các ngài địa chúa long mạch cùng tất cả các thần linh cai quản khu vực này. Chúng con tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ. Hậu chủ cùng chư vị hương linh y thảo phụ mộc ngủ trong khu vực này. Xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ cho chúng con. Làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn, trăm sự thuận lợi. Chúng con kính dâng lễ bạc tâm thành trước các ngài. Trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.